Giờ anh chẳng có cái gì cả, anh chỉ có số nợ 200 triệu thôi, em có dám làm vợ anh không? Ừ. Vợ có bảo dám, vợ có bảo dám. À. Hồi đó con trẻ con mạnh miệng dữ lắm, rồi dám. Thế là con hai hôm sau là hôm chủ nhật con hốt đi luôn. Ở một thời gian rất là lâu rồi, con mới dụ vợ của con. Ừ. Thôi hay là mình đi nhà nghỉ đi em. Ừ. Vợ của con không nói gì đâu, nhưng mà cứ thế là chở vợ đi vòng vòng. Xong cái con đi vào tiệm thuốc, con đi mua ba con sói đó. Chị ơi, ở đây có bán ba con sói không? Chị đấy mắc cười, chị ấy bảo là thế bây giờ mua loại siêu mỏng hay là lâu ra? Vợ chở con đi ăn sáng nha cô. Ăn xong là ảnh sẽ tức là ảnh đi về luôn, khỏi chở con luôn, quên con luôn. Chủ quán kêu quá trời luôn, em ơi vợ nè, bỏ vợ đây nè em ơi, kêu quá trời kêu luôn, người nào cũng kêu hết trơn mà hắn cứ dương mặt lên như này, chạy thẳng một mạch luôn. Xin chào hai vợ chồng, mời hai con giới thiệu về mình. Con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Dạ con tên là Như Ý, con năm nay 24 tuổi. Con ở nhà nội trợ, con ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ồ, lại tới con nè. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Văn Chín, con làm công việc là kinh doanh dịch vụ. Năm nay là con được 36 tuổi rồi. Như vậy con là... vợ tới giờ. Con giáp một gì? Giáp ạ. Múng con giáp. Con rồng, dạ con cũng rồng luôn. Rồi đẻ ra đứa sau này cũng rồng luôn. Mới rồng tức thì đây dạ, đó phải đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, như vậy nha. Là Tam Long đó chị. Tam Long. À, Tam Long ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đúng không? Rồi vậy thì cái cơ duyên nào mà chàng trai Châu Đức gặp cô nàng ở Long Khánh rồi quen nhau vậy? Hồi xưa con ở dưới Biên Hòa, vợ con thì dưới Long Khánh. Lúc đấy là còn rất là trẻ, vợ con khổ lắm. Con cứ nhìn vợ con tưởng là vợ con là trẻ mồ côi ấy. Đi làm xa, lên Biên Hòa làm cho xưởng bạn của con á. Nhà bạn con làm xưởng gỗ, vẫn ép. Con đi vào đấy, con làm được 3 tháng thì con gặp vợ con ở trong đấy. Mà sao con lại nghĩ rằng là trẻ mồ côi? Tại vì hồi đó là đen đen ốm, nhưng mà lại đi làm có một mình hả cô ơi. Một trẻ mà 12 tuổi đã phải bơi trải cuộc sống mà đi làm mà không anh không em, không ai thân thích, mà chẳng có một cú điện thoại nữa. Nhưng mà hồi đó con chỉ gặp vợ con có 3 tháng thôi. Sau cái 3 tháng con làm ở đấy thì con cũng nghỉ. Mấy năm sau chúng con mới gặp lại cô. Nhà con là có mấy anh em? Dạ 9 người. 9 người mà lúc đó là mẹ cho đi làm. Mẹ con cũng không quan tâm. Vậy á? Dạ, xong rồi con tự bươn chải đi khắp nơi vậy. Ờ, vậy hả? Rồi lúc con gặp anh này thì sao? Kiểu như binh con á, người ta hay bắt nạt con, ảnh binh, xong rồi con thấy mến thôi chứ không có yêu. Lúc đó nhỏ mà, dạ. Đúng không? Mà lúc đó con có ấn tượng gì về anh này không? Dạ, có nhiều cái ấn tượng á. Thí dụ? Dạ, cái bữa đó con đi vệ sinh cái ở nhà vệ sinh ở đằng sau á. Nhưng mà nó có cái lỗ ở đằng trước. Xong rồi ảnh đi vệ sinh, ảnh cởi quần ra con thấy hết trơn. Wow. Con giật mình, con sợ quá trời. Tại vì lần đầu tiên con cũng thấy như vậy nữa. Xong rồi con đi đồn quá trời luôn. Nhưng mà cả đêm con ngủ không được luôn. Chị, nó đỏ mặt rồi kìa. Xong mà vợ con kể không đầy đủ mà con đâu. Để con kể lại coi đó. Cái hôm đó là vợ con ngồi bên trong. Thì cái nhà vệ sinh thì chắc ở từ chỗ đây là cách khoảng 30 mét á. Vợ con nhìn ra, bắt đầu bả la lên. Anh Chiến! Ông quay lại. Cô biết lúc mà con đang đi vệ sinh á là nó con bê nguyên cái tảng con chạy luôn mà con giật mình. Con cũng là lần đầu tiên có người nhìn thấy cái đấy của con luôn đó con. Con hết hồn. Dạ, con hết hồn luôn mà. Tức là con không có kịp kéo lên luôn. Dạ. Là bỏ chạy luôn. Dạ đúng là lúc đó con mặc quần xà lỏng chứ không phải là kéo sang tia. Sau cái lần đó là lúc tụi con gặp lại, tụi con có mắc cỡ không? Mắc cỡ lắm chứ cô. Rồi khi con gặp anh rồi con có bị mắc cỡ không? Con xấu hổ, con có dám nhìn anh không? Cũng có chút xíu ngại. Dạ. Rồi sau đó thì đến khi nào thì tụi con mới phát sinh tình cảm? Dạ tới 2016 con trên Sài Gòn á, con chăm em bé phụ bà chủ con. Bà mua cho con cái điện thoại để liên lạc. Cái là con tải Facebook về, xong rồi con đi tìm mấy người quen mà ngày xưa con làm ở xưởng á. Đi tìm anh Chiến tại vì cũng nhớ nữa con. Tại vì từ đó giờ chưa có ai mà bảo vệ mình như vậy á. Xong rồi làm con ấn tượng luôn. Nó kết bạn với mình vậy, cảm giác con sao? Lúc đấy con cảm giác cũng bình thường thôi. Con nhận ra đây là bé Ý hồi xưa mà cũng hay chơi chung. Mà thời đấy là con bị ế đó cô. Năm đó con năm 28 tuổi mà con còn bị ế. Thấy cái người ngày xưa kết bạn lại. Sau khi kết bạn thì con biết là vợ con cũng có tình cảm với mình. Thế là con cũng nói chuyện tới luôn. Em nói chuyện tới bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức quen nhau? Một tuần. Một tuần là hốt về luôn chứ không có quen gì hết á. Vậy á? Ủa một tuần hốt về luôn là hốt làm sao? Là bắt về nuôi luôn á chú. Lúc mà con liên lạc xong mà con lên Long Khánh con hốt về nhà con luôn.
Dạ, con lên con gặp một lần, xong rồi là hai hôm sau con xuống con hốt luôn. Nhưng mà con lên trên đó là có ba mẹ của bạn gái con không? Chứ cái chuyện mà đi tìm nhà vợ con nó đúng là gian nan vất vả luôn đó con. Đường xá với Long Khánh đâu có biết đâu. Chỉ biết nhà mình là ở ruộng lớn thôi. Con chạy một mặt xuống Long Khánh ruộng lớn. Con đứng ở chỗ ruộng lớn, xong bắt đầu con đi tìm. Thế là con hỏi vợ con là: em ơi, anh tới Bảo Quang rồi, bây giờ nhà em đi đường nào để anh biết được anh vào? Vợ con bảo: anh cứ đi thẳng đi. Thế là con đi thẳng tới Bảo Chánh, cách nhà của vợ con đến mười mấy cây nữa. Xong cái là con hỏi: ủa em ơi, bây giờ anh tới Bảo Chánh rồi, bây giờ nhà em ở đường nào để anh biết được anh tới? Anh cứ đi thẳng đi. Con biết nhà mình luôn á. Tại vì con ở Sài Gòn con cũng quen rồi. Chiều hôm đấy con dắt vợ con đi chơi. Đi xong cái là chở ra ngoài Long Khánh ăn gà rán, xong đi lòng vòng cái là gặp mưa, trú mưa xong cái đi về. Xong tối hôm đó là bố vợ đi làm về, thế là thấy con thì lôi con vào nhậu luôn. Xong cái là nhậu xong con về và con xỉn, thế là như vợ con đi tới là con đè ra hung luôn. Sau cái hôm đấy á, thì con mới hôm đó con đăng ở trên Facebook là: bây giờ á, anh chẳng có cái gì cả, anh chỉ có số nợ 200 triệu thôi, em có dám làm vợ anh không? Vợ con bảo dám. Vợ con bảo dám. Hồi đó con trẻ con mạnh miệng dữ lắm, dám. Thế là con hai hôm sau là hôm chủ nhật, thế là con chạy xuống, con nghỉ con chạy xuống là con hốt đi luôn. Ba mẹ của bạn gái con có dễ dàng để cho con hút bạn này đi ra không? Lúc đấy không có ai ở nhà. Trời luôn. Tầm sập chiều tối đó, xong mới hai đứa bắt đầu leo lên xe chốt tới 10 giờ tối. Lúc đó nhà con tất cả là trên giường ngủ rồi. Bắt đầu con mở cửa ra, con gọi: mẹ dậy, mẹ dậy, mẹ coi con dâu của mẹ nè, con rước con dâu của mẹ về nè. Lúc đó là mẹ của con á, mắt thì đang mở không lên nè. Em con cũng vậy, bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác đi ra. Ủa cái gì vậy anh Chiến? Có nghĩa là con gọi cả nhà con dậy vào lúc 10 giờ dạ, để thông báo là con lấy vợ đúng không? Dạ. Đó, rồi lúc đó con sao? Trời ơi, lúc đó con còn cầm đồ đi kiểu như bỏ nhà theo trai vậy con. Nó nhìn nghe khủng khiếp thì. Sợ không? Sợ. Con sợ không? Cũng sợ, rồi, tự nhiên rồi. Lần đầu tiên mình đi qua nhà của người lạ như vậy mà cầm đồ như vậy nữa, chắc người ta cũng nghĩ khác tí. Nhưng mà rồi đêm đó là mẹ hỏi những gì? Lúc đó nhìn mẹ cũng thương lắm. Mẹ kêu thôi con đi ngủ đi, rồi ngày mai có gì thì mẹ nói chuyện. Xong rồi vô ngủ, tới sáng hôm sau con dậy con làm dâu luôn. Làm dâu luôn? Dạ. Dọn nhà. Dọn dẹp nhà giống như đúng rồi luôn con. Dọn quá trời dọn luôn. Dọn như đúng rồi luôn kìa. Đó. Nhưng mà trước đó thì Chiến có nói với mẹ về bạn này chưa? Dạ không. Về là bất chợt cứ luôn. 10 giờ đó, đánh nó 10 giờ về. Không, mà vì em cứ nghĩ là đã giới thiệu trước về bạn này rồi. Không, tại vì con quen có tuần à. Con nhắn tin với nhau có tuần, con hốt về luôn. Vậy thì trong cái thời gian tối mà ngủ với mẹ đó, trước đó ổng có dụ qua phòng không? Con tự qua ảnh. Kiểu như là buổi sáng cứ 4 giờ là mẹ đi ra chợ bán trái cây. Là con canh mẹ đi, cái là con qua con ôm con ngủ. Rồi có làm cái gì không? Dạ không. Không, không. Là Chiến giữ luôn cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Trước ngày cưới thôi. Đó là cô hỏi cái vợ đó, đó. Vợ của con á là ở một thời gian rất là lâu rồi. Con mới dụ vợ của con. Thôi hay là mình đi nhà nghỉ đi em. Vợ của con không nói gì đâu. Nhưng mà cũng thế là chở vợ đi vòng vòng. Xong cái con đi vào tiệm thuốc, con đi mua ba con sói đó. Đấy là lần đầu tiên con đi mua ba con sói luôn. Thế là con cũng ngại lắm. Con để vợ của con đứng ở ngoài chờ. Con đi vào trong ấy, con gặp một cái chị là chắc còn trẻ hơn con á. Xong cái con bảo là: chị ơi chị, ở đây có giấy bút không chị? Cái chị đó bảo: ủa giấy bút làm gì em? Thì chị cứ cho em mượn cái giấy bút đi, em viết cái này em cho chị xem. Xong cái là con viết ở trong cái tờ giấy là: chị ơi ở đây có bán ba con sói không? Đọc xong cái chị đó mắc cười, chị bảo là: thế bây giờ mua loại siêu mỏng hay là lâu ra? Con bảo: siêu mỏng là sao chị? Mà lâu ra là sao chị? Cái người ta giải thích là tối đa là nó loại dày dày một chút. Cái con bảo là: thôi lần đầu mà mình phải lấy loại siêu mỏng cho nó cảm giác. Xong cái là hai đứa chở nhau đi lòng vòng kiếm nhà nghỉ. Nhưng mà cuối cùng là ngại quá không dám vô. Đi về luôn. Đi về luôn. Con là không dám vô hay là ổng không dám vô? Con cũng không dám vô. Con nghĩ là giờ mà vô là toang luôn. Là toàn. Có bầu luôn á. Là sợ có bầu hả? Dạ, là sợ có bầu trước khi cưới là người ta... Lỡ người ta nói đúng không? Nhưng mà là có cái ba con sói rồi con còn sợ gì nữa? Nhưng mà con cũng sợ mấy cái đó, con không biết mấy cái đó con, nữa. Con trong trắng, chưa biết gì đâu con chú. Không, giờ phải hỏi là để dành là cho đêm tân hôn đêm hay đầu là tiên. Tụi con đã có cái lần đó rồi trước đêm tân hôn? Trước. Dạ trước đêm tân hôn. Ở đâu? Ở nhà nghỉ nữa hả? Dạ không, giờ ở nhà luôn. Ở nhà. Rồi cái đêm đó làm sao? Cái rạng sáng đó làm sao? Là lúc đó hai người hôn nhau thì vô vấn đề chính luôn. Xong cái
ảnh dựng lên rồi xong cái là bỏ vô cái vậy thôi rồi nằm ngủ tới sáng luôn chứ không làm gì hết trơn. Thôi giờ hai đứa là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ đã được 7 năm con. 7 năm rồi hả? Bây giờ tới cái phần kia đi. Đúng rồi. Đó, tụi con đã ở bên nhau coi như là 7-8 năm rồi. Ông này ông có những cái tật xấu gì đó mà con cảm thấy kể hết đi, kể hết đi. Chưa hài lòng con kể hết đi. Vẫn chở con đi ăn sáng nha cô. Ăn xong là ảnh hai đứa ra xách xe lên, cái là ảnh đi về luôn, khỏi chở con luôn, quên con luôn. Chủ quán kêu quá trời luôn, em ơi vợ nè, bỏ vợ đây nè em ơi, kêu quá trời kêu luôn, người nào cũng kêu hết trơn mà hắn cứ dư cái mặt lên như này chạy thẳng một mạch luôn. Con thì có cái tật mà nếu mà đang suy nghĩ về cái vấn đề gì là thường là sẽ hay quên hết mấy việc xung quanh. Mà nhiều lúc á con đứng con đợi, con dựng cái xe, con ngồi trên xe con đợi vợ con, nhưng mà vợ con lâu lên quá con cũng không để ý, thì canh cái tầm đấy là leo lên rồi, tưởng là leo lên rồi cũng không để ý. Thế là chạy giọt xe đi mất luôn. Là đi luôn đó. Nhưng mà mỗi lần vậy con có giận không? Nói xong rồi cũng vui vẻ thôi à. Coi như vô tâm đi. Lúc nào con cũng lo lắm nha. Đi với ảnh là phải nhắc nhở anh ơi, anh nhớ quay lại anh đón em nha, anh đừng bỏ em nữa nha. Trời ơi con lo trong lòng, lúc nào cũng lo anh bỏ đi về không à. Dạ. Còn gì nữa không con? Chơi game vừa xuống xe cái là giống như là chở con đi ăn chẳng hạn, vừa xuống xe cái là thả nó nguy hiểm đi vô một mạch tới cái bàn ngồi, thả ngồi xuống bấm điện thoại liền, còn con làm gì chưa vô cũng không thèm quan tâm luôn. Mê game có à. Lúc con phải mở miệng ra mới nói thì mới ra ảnh mới bỏ xuống. Rồi còn gì nữa? Ở giờ 3-4 ngày mới tắm cô. Vì lúc chú ơi con đúng trước phải đây là... thôi cô, nhưng mà bây giờ thì đã đỡ. Có khi nào mà trong suốt thời gian nó không tắm mà nó vẫn làm việc với con cái vụ đó không? Con phải lôi đi làm sạch sẽ mới cho chứ cô. Hai đứa thích tắm chung với cô. Rồi vậy thì con mong chồng con thay đổi điều gì? Hạn chế bấm điện thoại lại với trò chuyện với con nhiều hơn. Với mấy đứa nhỏ nhiều hơn. Đúng rồi, bớt game lợi đi ông ơi. Quá hợp lý. Ông nói chuyện với vợ con ông nhiều chút đi. Rồi thôi giờ tới con đi, con kể vợ con có cái tính gì không tốt. Vợ con thì giỏi chăm sóc gia đình, giỏi chăm sóc vợ con, chồng con. Một cái vợ là vợ con không biết quản lý tài chính. Với lại cái tính nông nổi nữa. Có những lúc mà suy nghĩ không đủ chín chắn. Với lại bốc đồng, khi mà nóng lên là mất kiểm soát dữ lắm con. Bà nóng lên là bà thách thức không à. Lần đó là con sốc luôn đó chú. Hồi mà về nhà con là trời ơi, ngoan hiền mà dịu dàng gì đâu luôn á. Mới ngày thứ hai đã làm dâu rồi cô thấy không? Chưa đâu, cho tới khi mà bà nóng lên, bà cầm nón bảo hiểm bà phang con luôn mà. Mà thích không? Mà đánh ta đi. Hai đứa mà cưng nhau là cưng luôn á. Con bảo mà chết cha tới rồi, sao lần này mà dữ dằn như vậy. Không ngờ mà tính cùng vợ con như vậy. Cho tới bây giờ con cũng phải chịu đựng hết á con. Gia đình con cãi nhau có to có nhiều nhưng mà làm hòa nhanh lắm cô. Cứ ba nháy là hết thôi. Trời ơi. Thì bây giờ vậy nè, con nói vợ con đi, cái mong muốn của con á. Rồi xong rồi con có cái điều gì con muốn bày tỏ với vợ con thì con nói luôn. Sống với nhau 8 năm trời, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu vất vả em đã chịu đựng. Mà chúng ta cái gì cũng đã nếm rồi. Cực khổ có, buồn đau có, thiếu tiền cũng có. Tất cả mọi thứ chúng ta đều đã nếm. Chỉ có mỗi sự giàu có là chúng ta chưa được nếm thôi. Từ cái ngày mà em quyết định theo anh thì tất cả mọi người đều nhìn em với ánh mắt là em đã sai rồi. Bởi vì lúc đấy em còn trẻ lắm. Nhưng anh nguyện cả đời này để chứng minh rằng em đã đúng. Ủa tình cảm quá à. Là cái này dành cho em. Cảm ơn em đi. Trời ơi anh xúc động quá. Chị Hồng Vân chào chú Quốc Thượng. Trời ơi. Cái gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức, tức. Sao rồi, tức, em tức, tức cái gì không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng chào không? Đất ơi, chào đất ơi. Em chào lại đi. Em chào lại cái này. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó cũng vậy. Đó là người Tây người ta rất là có sao nói vậy người ơi. Em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc quánh rồi. Sao ơi, vậy? Trời. Ủa tại sao vậy? Người ta nói á là người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không, đúng không? Cưng? Cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ em không hết có rồi. Cái gốc. Nhổ cái gốc rồi. Thì bứng cái gốc rồi. Chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi. Đúng không? Có cái gì đâu mà phải. Ôi trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi. Được chú vậy đi chứ không okay, okay. Lớn em rất chào nhiều. Chị, chào lần nữa. Chào lại. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Hồng Vân. Chào
Không, không, chị luôn. Bây giờ chị. Để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh Quốc Thuận. Anh bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó anh trai. Rồi. Ok. Ok, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng mấy tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Yeah. Vậy giờ tới em. Dạ, con tên... Con nữa hả? Em đi. Giận lắm rồi nghe. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ, làm đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp. Còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi open xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè, ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, 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 yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á, là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like the... I have like this skin or like why? I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Và em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? Lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. Vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. Thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lần. Mẹ con là 70 tuổi Tuất. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok. Cứ xưng bằng con cũng được. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con ngay chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa anh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê. Anh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi
gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chợt ra là à gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước, thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện. Dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love with her. What about me? Like, what makes you like think like? When I first met her, em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà trời ơi. Đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá ha. Chảnh chó rồi đó. So I'm more curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Okay. Đâu quay nón nhiều rồi, quá keo nằm hello. Dính. Quay nón nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 3 hai tháng, người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay là gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết có cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her when you like farther away from me. Do you miss me? Yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, em sợ a little bit, but then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her, so that's when I moved to Vietnam, then decided to sống in Vietnam. Về quyết định luôn đó là, sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới gì? Dạ nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Dạ chuyển về đây nó làm. Dạ rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không có nói, ảnh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngưng nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt, thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu.
Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là dạ dạ, nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau ổng qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ổng quyết định về đây luôn, mà ổng về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ổng về đây con cũng tưởng đó là qua thăm con, nhưng mà ổng đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chiếc này qua bao lâu? Ổng mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? À, chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? À, cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân. Cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian người này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả, ở từ từ mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại hồi đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits chipsu, chipsu. Chipsu. Still learning Vietnamese. Hop thing Viet, tám tháng rồi. 5 tháng rồi. 8. 8 tháng. 8 tháng. Dũng Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia happy or stay when you move over here to live with me? How is your life now? At the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống này. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định không phải thế, ông rau quay nón nhiều quá. Nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em bỏ, con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới. Không được nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Ok. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không?
anh không có nói gì hết á, giống như là thấy anh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi. Dạ, tại vì anh về đây vì con, ví dụ như anh về đây là anh công việc rồi mình gặp anh ở đây thì khác. Còn anh gặp mình ở đây từ ở bển anh chuyển về đây ở với mình mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể đi gắn bó rồi. Dạ dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã một hai năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó kiếp trước rồi, gia đình con làm hụi đó rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy Như. Rồi anh hỏi chó, anh hỏi Dũng nghe. Thế cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When? First kiss. When I first moved over, khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà, cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường phong tục đó là... nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem làm giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đang làm. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng, mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Con Dũng. Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Là hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Với lại gia đình con cũng dễ cho nên anh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt, anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa, anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Cô giáo. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese hát sing, được không? Dạ, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need To Sing. I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Chỉ cần nói từng yêu, từng yêu, từng yêu. Từng yêu. Từng yêu, từng yêu. Từng yêu là từng của yêu. Ai quên à? Phan Như, Phan Như là... Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ là... Dạ hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Không có nhạc, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Nhưng mà nghe nè, ổng rành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa. Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cùi bắp. Ồ, cùi bắp em. Em cùi bắp. Rồi xong rồi hả?
cái gì em ngu ngốc kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi Dũng, cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word, yeah. Yes, like something but don't, not really bad. Not really bad. Oh well, what? Cái gì không nhớ hả? No, can't. Okay, I know too bad. Rồi vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Ừ. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Phần ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng. Ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD á cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn. Làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc. Nhưng mà làm hai người câu kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. Không xạo. Yeah, xạo. Không xạo mà. Rồi, còn đợt xấu gì nữa không nè? Đợt xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah, chiều là con nói thiệt là không... Không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với anh á. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh. Còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ anh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nhiều hả? Em tức giận, quick. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thấy. Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó. Còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo mua nhiều quần quá. Nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try be nice or yeah, I try talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á,
thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, anh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Là cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. Just smile at you. No, what like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu, sao sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi, còn tật xấu gì nữa không? What but, bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Sang thay đổi nhanh. Sang sang nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi góc là làm rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then okay, we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận. Hay nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ổng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ, dạ. Nhưng mà còn con muốn thay Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. À, tức là phải chững chạc lên, là gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không, không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd too much, like bd bd not bd. Rồi trời ơi, là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha, dễ thương quá, hai người quá dễ thương, cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm chúng Dũng nãy sao làm vụ bd con Như nãy ông kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh, yeah.